dính rồi các bạn. Câu bằng 7 cò ke nha các bạn. Con đầu tiên mới vừa để xuống luôn, chưa kịp quay cho mọi người coi nữa. Bây giờ mình đặt tiếp nha các bạn, không cần giật nha các bạn. Để mình quay đi, lát nữa mình quay chi tiết cho các bạn xem. Cá ăn nữa các bạn. Câu bằng 7 cò ke nha các bạn. Cá ăn nữa. Nếu mà hiệu nghiệm thì mình sẽ làm nhiều cần câu nhỏ để mình cắm câu cắm nha mọi người. Này mình mới thử thôi. Cá đang lòi nha. Ui sảy rồi. Để lỡ móc mồi không các bạn. Đi mình quay hơi lắc quá. Mới thử nghiệm lần đầu tiên câu cá bằng 7 cò ke. Cá à mọi người. Đó, đó, đó. Để cho nó lôi. Đó. Sảy nữa rồi. Có con rỉ không mọi người? Có con rỉ. Mới ngậm cái đầu móc mồi thử quá. Ăn nữa, ăn nữa, ăn nữa rồi. Đó, lôi, lôi, lôi mạnh lên. Đó, dính cá lớn rồi mọi người. Dính cá lớn, dính cá lớn. Dính cá lớn rồi mọi người ơi. Hiệu quả, hiệu quả. Đây nè mọi người. Cá nó quỳ to. Đã quá, đã quá. Ừ. Sướng sướng. Có hiệu quả, có hiệu quả. Hai mò mọi người. Rồi quậy nãy giờ chắc cá chạy hết rồi. Thank you.
tiếp tục. Rồi tiếp tục nha mọi người. Mình kiếm thêm vài con nữa mình về mình làm mình nướng ăn nha mọi người, nướng trui ăn. Thì mới nãy giờ mới xuống trễ quá nên bắt được câu được có 2 con nha mọi người. Để giờ mình bật đèn lên câu tiếp nha mọi người. Tối ngay cái đèn nha mọi người. Thử rồi đèn về cá có dám lại ăn không? Cá ăn nha mọi người. Cá ăn nhỉnh phao luôn rồi. Ăn sao mà không lôi ta. Rẻ quá trời rẻ luôn. Sao không lôi? Không lẽ cua ta? Không lẽ cua mọi người? Cua là nó ăn nó ăn chỗ mọc à. Nhả phao lại rồi mọi người ơi. Luôn rồi.
để anh quay gần cho mọi người xem nè mọi người, thấy không, nó rị thẳng dây luôn á, cua dưới á, nó rị thẳng dây luôn mà. Để mình quay cho mọi người xem, mình dở nó lên đây nè mọi người, cua nè mọi người, đó thấy không, mình bắt nó lên luôn nè. Ê, nó bấu vô cỏ rồi, nó bấu vô cỏ rồi, nó bấu vô cỏ. Để mình thả xuống nước cho nó bò xuống nước. Đó, xuống nước rồi, rồi dở lên. Từ đó rớt rồi mọi người. Mình bắt nó được mình mới câu được nha mọi người, chứ nó lại nó phá riết à. Thôi. Hết mồi luôn mọi người. Còn có xíu à. Buồn thì chứ. Kết thúc video tại đây nha mọi người. Đây, bây giờ không có rọi đèn thì cá không ăn, mà không rọi đèn thì mọi người cũng thấy. Nên nãy giờ rọi đèn cá không ăn mọi người. Nên, thôi kết thúc video tại đây nha mọi người. Để video khác mình làm lại nha mọi người. Chúc mọi người xem clip vui vẻ nha. Bye mọi người.